Chào các em, trong bài học số 10 này thầy sẽ giới thiệu một bài toán đặc biệt hơn, đó là bài toán tia sáng đi qua nhiều môi trường. Bây giờ đề như thế này: chiếu một tia tới đi từ không khí có chiết xuất là một, với góc tới là 60 độ vào thủy tinh, vào nước, nước chiết xuất là 4/3. Rồi đi ra lại không khí cả nên là xem vẽ. Hãy tìm gốc ló ra môi trường không khí. Rồi, đề này như này, chúng ta có một cái cuộn nước có hình dạng như tên. Kết xuất N bằng 4/3. Rồi, tia sáng đi tới điểm dạng như tên. Điểm này là và điểm Y, tia sáng xuất phát góc 60 độ đây từ điểm S tới Y, góc tới góc này 60 độ. Rồi sau đó nó khúc xạ tới điểm G ở đây, góc này là góc G điểm, góc rồi góc khác đi ha, rồi góc R1 đi, chưa biết. Sau đó nó tiếp tục đi qua môi trường tiếp theo đó. Môi trường không khí, đi ra môi trường không khí với góc ló và R2. Vậy đường truyền của tia sáng là từ S tới điểm Y, rồi từ điểm Y tới điểm G, từ G sang K. Rồi. Vậy thì bài toán này giải quyết thế nào? Chú ý là hai cái mặt này của mặt nước là ở đây là nó song song với nhau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải bài này nhé. Đầu tiên chúng ta vận dụng quy luật là góc môi trường nào chứa môi trường nào thì nó sẽ chứa cái góc nào thì đi với môi trường đó. Ở đây là môi trường, chúng ta có hai cái phương trình. Phương trình số 1 là một nhân sin 60 độ. Đây là góc tới 60, môi trường 1 là chiết xuất là 1 là bằng N là 4/3, N2 là 4/3 sin R1. Đó. Đây mùa 1 là góc khúc xạ theo hình nha. Từ đây chúng ta tìm được sin R1 sẽ bằng sin 60 độ chia cho 4/3. Chúng ta tìm được số này là sin
960 chia cho 4/3, kết quả là 3/3/8. Bấm shift sin của 3/3/8, chúng ta sẽ có kết quả như sau. Shift này sin a bằng 40.5 độ, làm tròn là 41 độ ha. Rồi. Đó là xét trường hợp môi trường 1 với môi trường 2. Dựa vào phương môi trường 2 nước là môi trường 3 là không khí tiếp theo thì chúng ta sẽ có phương trình số 2 là 4/3 nhân sin R2 là 41 độ sẽ bằng với 1 nhân sin R2. Từ đó sin R2 sẽ bằng sin 4/3 nhân sin 41 độ chia 1. Kết quả này như sau. Phần 3 nhân sin 41 độ có kết quả là 0,87 vôn, tròn 8/5. Bấm shift sin kết quả này, shift sin an, kết quả sẽ là 61 độ. Rồi. Vậy đây là một bài toán khá đặc biệt về cái dạng toán ánh sáng truyền từ môi trường này qua môi trường kia mà khá nhiều môi trường phức tạp hơn. Thì chúng ta chú ý là công thức N1 sin Y bằng N2 sin R chúng ta không áp dụng linh hoạt thì không thể giải quyết được bài toán này. Hay bài toán chúng ta nâng cao kỹ năng sử dụng công thức hơn, tức là nguyên tắc chúng ta vận dụng là môi trường nào chứa góc nào thì nó đi sẽ đi cặp với nhau, đó là nguyên tắc chung. Rồi bài tập số 10 đến đây là kết thúc. Chúc các em nắm được kỹ dạng toán này nhé.